Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Và là cuối cùng, sau hơn 3 tuần nghỉ truyện, thì One Piece đã quay trở lại với chapter 1112. Và nếu như ở chapter 1111 trước đó, Luffy đã quyết định chạy trốn cùng với bạn hải tặc Kurem, thì ở chapter 1112 mới nhất này là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó, vì sự truy đuổi của 5 vị Rotten dành cho những thành viên của bạn hải tặc Kurem. Và có thể thấy thì những thành viên của bạn Kurem đang thật sự gặp nguy hiểm, đặc biệt là Nico Robin. Và cho nên trong video hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng nhau đến với bản đầy đủ chi tiết One Piece Chapter 1112, cùng với đó là phân tích một vài chi tiết đáng chú ý của chapter. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Ngoài ra còn giúp kênh mình có lại đề xuất nữa, cảm ơn anh em rất nhiều. Theo đó thì tên chủ đề của chapter là để nói về vấn đề chim tinh học. Và đây là một chủ đề vô cùng trọng lớn, và cho nên để có thể nói đúng và chính xác thì chúng ta cần phải có một lượng kiến thức đủ lớn. Và nói tóm lại thì tên chủ đề của chapter 1112 là để nói về tên của 5 ngôi sao tương ứng của 5 vị Rotten là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với thằng mặt trời Nika Luffy. Trang bị của chapter tuần này có tựa đề Yamato, đứa trẻ của tộc Oni. Kèm theo đó là hình ảnh Kinemon đang đưa cho Yamato một ít tiền và yêu cầu Yamato làm một việc nào đó cho mình. Và có thể thấy thì Yamato đã rất vui khi có được tiền của Kinemon. Mở đầu chapter là khung cảnh ở bên ngoài bờ biển hết. Báo cáo, chúng ta phải chặn đứng những tay người máy sinh học Mach 3, tăng cường pháo kích, không để cho bằng hải tặc vũ rơm trốn thoát, đồng thời nghe không cho Bonnie chạy trốn. Và có thể thấy thì rất rõ ràng, hải quân đã quyết định xóa sổ luôn bằng hải tặc vũ rơm. Nhưng vào không tranh thì có thể thấy hải quân cũng đã bị thiệt hại rất nặng nề trong trận chiến tại Eth. Còn ở bên trong, Thánh Venus vẫn đang tiếp tục đánh bại tất cả những tên người máy sinh học Mach 3 bằng cách đóng băng tất cả bọn chúng. Trao quyền điều khiển sức mạnh có thể tiêu hủy cả một đất nước vào tay của một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Đây đúng là một sự phản loạn điên rồ về cả bên. Và bạn thấy gì không? Phong cách chiến đấu của Thánh Venus rất giống với Zoro, kiếm sĩ bằng hải tặc Kurem. Có lẽ vì ngôi đô tên này cũng có nguồn gốc xuất thân từ Wano, nơi sản sinh ra những samurai vĩ đại tương tự như Oden. Vì trước đó, khi không phải Inuyasha ngàn năm tuổi bỏ đi, thì cũng chính Thánh Venus đã nói rằng Wano đã quyết định không mở cửa. Nó cho thấy vì ngôi đô tên này từng sống tại đất nước Wano cổ đại, nên rất am hiểu những bí mật tại Wano. Sau đó chapter chuyển sang cảnh bờ biển phía đông bắc với những người khổng lồ và nhóm Frankie Bonnie. Với việc đứng sẵn chờ Bonnie trước đó, thì lúc này Frankie và Bonnie đã quyết định tham chiến. Báo cáo ngay lập tức tới bờ biển phía đông bắc, không cho bọn chúng ra khơi và đánh chìm con tàu đến từ Ebat. Và đối thủ lần này của Frankie là Phó Đô Đốc Red King. Khi cả hai cùng nhau lao vào chiến đấu, một trận chiến cơ khí. Và đã không có gì bất ngờ khi Phó Đô Đốc Red King đã bị Frankie đánh bại chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Và nhìn vào cú đấm này, nó làm tôi nhớ đến cái tác của Chopper dành cho Queen Bình Dịch tại Wano. Còn phía bên trên, bọn này cũng không chịu thua khi nhảy xuống đối đầu với Phó Đô Đốc Bomb Sky. Chúng ta thấy bọn này nói: "Mấy chú khổng lồ ơi, hãy bảo vệ cha con giùm nhé." Và với sức mạnh từ năng lực trác quỷ của mình, Bonnie đã biến Phó Đô Đốc Bomb Sky trở thành một đứa trẻ và đá anh ta đi. Chứng kiến cảnh tượng này, Phó Đô Đốc của Lotin đã bị sốc trước hành động của Bonnie. "Đừng bao giờ gọi cha ta là vũ khí, cha ta là một người hùng, biết không?" Sau đó thì chapter tiếp tục chuyển sang cảnh phòng thí nghiệm, nơi mà đoạn video ghi hình của Vegapunk vẫn đang tiếp tục được phát sóng với hình ảnh Vegapunk bên không một Sakka và bên không 4 Vita Quadrat. Này, các cậu có uống cà phê không? Là Vega cà phê đấy. À, mà nóng quá, phóng có lửa rồi. À mà này sao chủ, chúng ta còn 4 phút nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, Thanh Mát sau khi được Minh Khâm Sao Giót dẫn đến phòng thí nghiệm đã nổ điên thổi bay một góc phòng thí nghiệm. Nhưng vào không tranh thì có thể thấy đòn tấn công này là khá mạnh, tương tự như đòn tấn công nhiệt tức của Kaido. Mặc dù vậy thì đoạn video ghi hình vẫn đang tiếp tục được cầm chiếu. Này, ông làm cái gì vậy? Đừng quá hấp tấp như thế chứ, không giải quyết được việc gì đâu. Vì nếu tôi là sao chủ thì tôi nhất định sẽ đem dấu ấp sinh thiền tiên đó ở một nơi khác, không phải nơi này. Nghe xong Thanh Mát thì nói: "Nếu vậy thì ta sẽ phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm." Nhưng bản sao Minh Khâm Sáu đã giải thích: "Vô ích mà thôi. Tầng 2, tháp B là nơi sản xuất vũ khí, còn tầng 1 là nhà máy năng lượng. Nếu ông phá hủy nơi này thì tất cả mọi thứ sẽ nổ tung và binh rạch cọt cũng sẽ bốc hơi theo đó. Phải cho nên ta sẽ tìm cách ngăn nó lại. Còn nếu người cứ tiếp tục phạm sai lầm như vậy thì ta sẽ không đồng ý theo các người đâu." Và bạn thấy gì không? Mặc dù nhiệm vụ của Minh Khâm Sáu Giót là ăn và ngủ, nhưng bản sao này đã có một nhận định vô cùng nhạy bén về vấn đề này. Nó khiến cho một người khó tính như Thanh Mát cũng phải nghe theo. Và trong lúc hai người đang nói chuyện thì bằng Haki quan sát, Thanh Mát đã nghe được giọng nói nhỏ phát ra đâu đó từ mình rè gọt. Và ông ta cho rằng đó chính là con ốc sen truyền tin phát đi động video ghi hình này. "Này, Binh 06, ta cảm nhận được giọng nói của một sinh vật nhỏ đâu đó. Vậy cho nên hãy nhanh chóng chỉ ta lối vào của mình rè gọt." Sau đó chúng ta chuyển sang cảnh cuộc trò chuyện của hai thành viên nhóm CP0, bao gồm Stacy và Kaku. Lúc này chúng thấy Kaku đã tỉnh. Bằng Haki quan sát, cả hai đã cảm nhận được sự hiện diện của một trong số 5 viện Rotten. "May quá, xem ra chúng ta không bị đe dọa nữa. Mà con quái vật vừa rồi là gì nhỉ?" Dựa vào cuộc hội thoại thì có vẻ như đó là một trong số 5 viện Rotten. Và đúng như ta nghĩ, hình dạng biến đổi thật sự kinh khủng. Và Kaku đã hỏi cô nàng CP0 rằng liệu mình có bị bằng hải tặc Kurem bỏ rơi sau khi phản bội lại nhóm CP0 hay không. Và bản sao thành công đầu tiên của nhóm khoa học Mad đã nói rằng
Thật ra thì ta chính là người đã đề nghị được ở lại, vì phải có ai đó nhận lấy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này. Và theo tôi, nhiệm vụ cuối cùng của cô nàng Shibiro Tashi này là chờ cho đến khi băng hải tặc Mũ Rơm lên tàu thì sẽ hy sinh ở lại tắt hệ thống phòng thủ máy vòm, giúp cho băng hải tặc Mũ Rơm trốn thoát. Điều này đồng nghĩa với việc hòn đảo tương lai SH sẽ hoàn toàn bị phá hủy ngay sau khi băng hải tặc Mũ Rơm trốn thoát. Nhìn vào không tranh thì có thể thấy vết thương của cô nàng Shibiro Tashi là không hề nhẹ sau khi đỡ đòn cho Vegabin, và cho nên việc quyết định ở lại cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài ra theo tôi, Kaku cũng sẽ hy sinh ở trận chiến này. Sau đó chấp tàu chuyển sang cảnh những thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm, bao gồm Nami, Usopp, Chopper và cả Nico Robin, khi tất cả đều bất ngờ với quyết định ở lại của cô nàng Tashi. Đến rồi sau đó Usopp nói rằng mình đã chuẩn bị tất cả đầy đủ nhiên liệu trên tàu Sunny, nhưng nếu không có sự giúp sức của con robot Vegavolt 01 thì con tàu Sunny không thể bay đủ xa để ra biển. Chúng ta thấy Usopp nói: "Nè, việc chuẩn bị Copter Bot đã hoàn tất. Sau khi Zoro và mọi người tới đây thì chúng ta sẽ làm một cú nhảy sang bên kia, và có vẻ như họ sẽ không đến kịp đâu. Và cho nên tôi cần có một sự giúp đỡ từ ai đó." Đến rồi sau đó chúng ta thấy bản sao bên 03 Edison đứng ra nhận trách nhiệm về việc này. "Các bạn hãy tin ở tôi. Trên hết tôi yêu sự kiên tâm của mọi người. Đó luôn luôn là nguồn gốc của mọi phép màu, ngay cả đối với một nhà khoa học như tôi. Và cho nên tôi đảm bảo rằng thuyền của mọi người sẽ hạ thủy an toàn. Hãy cứ tin ở tôi." Vừa nói Edison vừa nhảy ra khỏi vòng cực, và sức sát thương sau khi bên 03 Edison bay qua đầu trán là 78%, một con số tương đối lớn. Thông tin tiếp theo là về trận chiến của Luffy với Thánh Jupiter trong miệng thăng của lời sao khác. Vì con đó tên này thu hút tất cả vào trong miệng. "Báo cáo, có một cơn gió lớn hút chúng ta vào trung tâm." Đòn tấn công của Thánh Jupiter mạnh đến mức Luffy và hai người khổng lồ là Brogy và Doggy không thể nào di chuyển mà bị kéo ngược trở lại. Để rồi sau đó Luffy nói: "Mày đói lắm à, thế thì an nguyên của tòa nhà này đi." Vừa nói Luffy vừa đá thẳng một tòa nhà lớn bay vào trong miệng Thánh Jupiter. Và sau khi kết thúc đòn tấn công này thì Luffy cũng đã hết haki. Chúng ta thấy Luffy trở lại hình dạng một ông lão. Và đây không phải lần đầu tiên Luffy bị như vậy. Trước đó trong trận chiến với Tứ Hoàng Kaido Bá Thú, hay mới đây là trận chiến với Đô Đốc Kizaru, Luffy cũng rất nhanh hết haki. Và theo tôi, đây chính là điểm yếu chí mạng của Ginam. Và trong tương lai, nếu Luffy muốn đánh bại được Ngũ Đấu Tinh và Imu thì phải tìm được cách khắc phục điểm yếu này. Quay trở lại với chapter, thấy được điều đó, người khổng lồ và Doggy đã đưa cho Luffy một miếng cá mập liền mang đặc sản của xứ Ebat, có tên là Hakat. Và đây là một món cá nổi tiếng của người Ireland làm từ thịt cá mập liền mang. Mặc dù món ăn này là không ngon, nhưng nó đã giúp Luffy khỏe mạnh trở lại. Thấy vậy, Thánh Bulgarian đã đuổi theo và định tấn công Luffy, nhưng một lần nữa Luffy đã né được. Để rồi sau đó Luffy tấn công ngược trở lại viện Ngũ Đấu Tinh này bằng một đòn tấn công mang tên Rát Róc. Và đây không chính là đòn tấn công mà Luffy đã sử dụng với Tứ Hoàng Kaido Bá Thú trước đó. Tuy nhiên, có một điều khá bất ngờ, mặc dù trúng đòn nhưng cuối cùng thì bàn tay của Luffy đã bị thương, bởi vì đầu của viện Ngũ Đấu Tinh này quá cứng. Tôi không biết có phải Oda cố tình hay không, nhưng có thể nói đây là một sự ngầm xác nhận. Sức mạnh của một Ngũ Đấu Tinh là tương đương hoặc cao hơn sức mạnh của một Tứ Hoàng tương tự như Kaido. Bởi nhìn vào khung tranh này thì có thể thấy, nếu như Tứ Hoàng Kaido Bá Thú phải học máu sắp mặt trước cú đấm của Luffy thì Thánh Bulgarian hoàn toàn bình thường, thậm chí không có một chút thương tích. Và đòi bạc khung tranh cuối chapter là để nói về sự xuất hiện của ba viện Đấu Tinh. Đầu tiên là Thánh Satan khi nhắm tới nhóm Nami, Usopp và Chopper. Còn Thánh Venus thì xuất hiện ngay chỗ trước mặt nhóm Franky, Bonnie và bên công nam Atlas. Điều này có nghĩa tất cả những thành viên hiện tại của băng hải tặc Mũ Rơm đang gặp nguy hiểm khi mà Zoro và Sanji vẫn chưa đến được chỗ tập kết. Và dựa vào tình hình ngay lúc này thì theo tôi, Sanji sẽ giúp Bonnie đối đầu với Thánh Venus, bởi hiện tại Sanji đang gần với nhóm Bonnie hơn. Còn Zoro thì đang được Jinbe cõng tới chỗ con tàu Sanji. Và cho nên tôi cho rằng Zoro sẽ là đối thủ tiếp theo của Thánh Satan khi mà viện Ngũ Đấu Tinh này đã nhắm vào nhóm Nami, Usopp và Nico Robin. Còn khung tranh cuối cùng của chapter là ảnh Thánh Mát đang đi bộ đến chỗ Option Thiền Tiên với một ánh mắt lạnh lùng. May mắn không đứng về phía người rồi về cơ bình. Chúng ta thấy Thánh Mát nhìn lên và quan sát thấy một điều gì đó với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1112 kết thúc. Thông tin cuối cùng, tuần sau One Piece tiếp tục với chapter mới. Trên đây là video full One Piece chapter 1112 đầy đủ thông tin chi tiết, cùng với đó là phân tích một vài chi tiết đáng chú ý của chapter. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.